Xin chào các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Mời các bạn theo dõi những tin tức thế giới đáng chú ý trong bản tin toàn cảnh quốc tế tối nay của chúng tôi. Abu Obeida, phát ngôn viên lữ đoàn Ezzedine Al-Qassam, cánh vũ trang của Hamas, ngày 1 tháng 3 thông báo, lực lượng này đã gần đây tiến hành cuộc rà soát kỹ lưỡng và phát hiện thêm 7 con tin đã thiệt mạng trong các vụ đánh bom của Israel ở dải Gaza. Lữ đoàn Qassam cho biết, 3 trong số 7 con tin đã được xác định danh tính, nhưng không nói rõ thời điểm 7 người này chết. Theo Hamas, tổng số con tin thiệt mạng do các hoạt động quân sự của Israel có thể đã vượt 70 người. Hamas đã bắt giữ khoảng 250 người Israel và người nước ngoài trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 vào miền nam Israel. Trong đó khoảng 130 người vẫn đang bị giam giữ. Trong thời gian đình chiến kéo dài một tuần do Qatar làm trung gian vào tháng 11 năm 2023, 105 con tin đã được thả để đổi lấy 150 phụ nữ và trẻ em Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel. Trước đó, ngày 26 tháng 2, tờ New York Times đưa tin Israel đã thay đổi chiến lược trong đàm phán để giải phóng các con tin, tỏ ý sẵn sàng trao đổi các tù nhân Palestine để nhận con tin về. Ngày 1 tháng 3, Pháp và Đức đã kêu gọi tiến hành cuộc điều tra độc lập về vụ nổ súng khiến hàng trăm người Palestine thương vong trong lúc chờ nhận hàng viện trợ ở khu vực phía bắc dải Gaza. Ngoại trưởng Pháp Stephanie Gironi khẳng định Paris sẽ ủng hộ việc mở cuộc điều tra độc lập theo yêu cầu của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Annela Baerbock cho rằng quân đội Israel có trách nhiệm giải thích về vụ việc. Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã lên án vụ nổ súng xảy ra ở phía bắc dải Gaza, nhấn mạnh mọi nỗ lực phải được thực hiện để điều tra những gì đã xảy ra và đảm bảo tính minh bạch. Trước đó, đồng minh thân cận của Israel là Mỹ cũng đã kêu gọi điều tra kỹ lưỡng về vụ việc, đồng thời cho rằng vụ việc nêu bật sự cần thiết phải tăng cường viện trợ nhân đạo vào Gaza. Chính phủ Brazil ngày 1 tháng 3 đánh giá vụ hơn 100 người Palestine thiệt mạng khi đang chờ được phát hàng viện trợ nhân đạo ở dải Gaza, cho thấy hành động quân sự của Israel ở vùng lãnh thổ bị chiến tranh tàn phá này không có giới hạn pháp lý. Cơ quan y tế tại Gaza cho biết ít nhất 112 người thiệt mạng và 760 người bị thương trong vụ nổ súng ngày 29 tháng 2. Vụ việc xảy ra khi đám đông người dân Palestine đang tập trung chờ nhận được hàng viện trợ nhân đạo tại một con đường ven biển ở phía tây thành phố Gaza. Các nhân chứng cho biết, cuộc nổ súng của quân đội Israel đã nhắm trúng đám đông. Cơ quan y tế ở Gaza coi đây là vụ thảm sát. Trong khi đó, nguồn tin Israel cho rằng đám đông đã tiến gần quân đội Israel mà họ cho rằng có thể gây ra nguy hiểm đến binh sĩ, buộc họ đáp trả bằng hỏa lực. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết, ít nhất có 576.000 người trên khắp Gaza, chiếm 1/4 dân số ở khu vực này, đang đối mặt với mức độ thiếu thốn và đói khát thảm khốc, và chỉ còn một bước nữa là đến nạn đói. Theo chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc, gần như toàn bộ dân số 2,2 triệu người cần viện trợ lương thực, trong đó 1/6 trẻ em dưới 2 tuổi bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Gaza đang chứng kiến mức độ suy dinh dưỡng trẻ em tồi tệ nhất ở bất kỳ đâu trên thế giới. Clark Shaw, Phó Giám đốc điều hành chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc, phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 27 tháng 2. Cơ quan y tế Gaza cáo buộc lực lượng Israel đã khiến hơn 100 người thiệt mạng khi cố gắng tiếp cận một đoàn xe cứu trợ gần thành phố Gaza vào sáng sớm ngày 29 tháng 2. Israel đổ lỗi cho việc đám đông vây quanh các xe cứu trợ, nói rằng các nạn nhân bị dẫm đạp hoặc cán qua. Một quan chức Israel cũng cho biết quân đội đã phản ứng hạn chế, sau đó nổ súng về phía đám đông mà họ cảm thấy đã gây ra mối đe dọa. Hơn 30.000 người đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi cuộc chiến giữa Israel với Hamas bùng nổ vào tháng 10 năm 2023.
người Palestine phải đối mặt với tình thế ngày càng tuyệt vọng sau gần 5 tháng nổ ra xung đột. Người dân ở dải Gaza phải ăn thức ăn chăn nuôi và thậm chí cả xương rồng để sống sót. Các bác sĩ cho biết trẻ em tử vong trong bệnh viện do suy dinh dưỡng và mất nước, trong khi Liên Hợp Quốc thừa nhận phải đối mặt với những trở ngại quá lớn trong việc viện trợ. Theo cơ quan y tế ở Gaza, số người thiệt mạng cao nhấn mạnh thử thách khủng khiếp kéo dài nhiều tháng của người dân Palestine ở dải đất này. Trong đó, các chiến dịch ném bom trên không và tấn công trên bộ của Israel đã khiến đại đa số cư dân phải di rời và tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo thảm khốc. Mỹ đã đề xuất một lệnh ngừng bắn tạm thời tại Liên Hợp Quốc hồi đầu tháng này, nhưng đã phủ quyết lời kêu gọi ngay lập tức chấm dứt xung đột. Tổng thống Joe Biden ngày 1 tháng 3 cho biết Mỹ sẽ sử dụng máy bay để thả viện trợ nhân đạo xuống Gaza trong bối cảnh các cuộc đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đang diễn ra giữa Israel và Hamas. Tổng thống Joe Biden đã xác nhận thông tin này tại cuộc gặp với Thủ tướng Italy tại Nhà Trắng ngày 1 tháng 3. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng xấu đi tại Gaza khi Israel tiếp tục chiến dịch quân sự tại khu vực này. Động thái của Mỹ nhằm gia tăng viện trợ cho Gaza khi người dân Palestine tại đây đang gặp rất nhiều khó khăn khi không có thực phẩm, nước và thuốc. Theo Tổng thống Biden, việc vận chuyển viện trợ nhân đạo vào Gaza đang diễn ra quá chậm và ông muốn làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn thực thời nhằm tạo điều kiện cho người dân tại đây được tiếp nhận các mặt hàng cứu trợ. Giới chức Mỹ vẫn đang tiếp tục kêu gọi Israel mở thêm các cửa khẩu để đưa viện trợ nhân đạo vào Gaza. Ngoài đường hàng không, Mỹ cũng đang cân nhắc xây dựng một cảng biển tạm thời để vận chuyển viện trợ nhân đạo tới Gaza. Ngày 1 tháng 3, các phe phái của Palestine, trong đó có lực lượng Hamas và Fatah, khẳng định sẽ hành động thống nhất trong cuộc xung đột với Israel. Trong tuyên bố chung đưa ra sau cuộc gặp tại Moscow, các phe phái Palestine cho biết sẽ tổ chức cuộc đối thoại trong thời gian tới để củng cố sự đoàn kết dưới ngọn cờ của Tổ chức Giải phóng Palestine. Tuyên bố cũng cho biết các cuộc đàm phán mang tính xây dựng tại Moscow đã đạt được đồng thuận về các vấn đề, bao gồm Israel rút quân khỏi dải Gaza và việc thành lập nhà nước Palestine. Trước đó, ngày 29 tháng 2, các đại diện của các phe phái Palestine, trong đó có Hamas, Fatah và nhóm Hồi giáo vũ trang Jihad, đã tham gia cuộc gặp tại Moscow để thảo luận về cuộc xung đột tại Gaza và vấn đề tái thiết giải đất này. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Palestine Mohammad Steyeh ngày 26 tháng 2 đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Mahmoud Abbas với lý do để tạo sự đồng thuận rộng rãi trong nội bộ Palestine về các thỏa thuận chính trị. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã chỉ trích tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về khả năng xảy ra cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO. Bà Zakharova hôm ngày 1 tháng 3 nhấn mạnh, liệu tuyên bố của ông Austin là mối đe dọa trực tiếp đối với Nga hay là nỗ lực để tạo cớ cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky? Trong cả hai trường hợp, điều đó thật điên rồ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga lưu ý, bây giờ mọi người đều biết ai là người gây hấn, đó là Washington. Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Nga sẽ chưa dừng lại nếu giành chiến thắng trong cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine. Ông Austin cảnh báo nếu Ukraine thua trận, các nước Baltic có thể sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo. Theo ông Austin, các nước Baltic gồm Latvia, Litva và Estonia đặc biệt dễ tổn thương. Cả ba nước này đều là thành viên của Liên minh quân sự NATO. Điều này có nghĩa là nếu Nga tấn công một trong ba nước này, Moscow sẽ bị coi là tuyên chiến với toàn bộ Liên minh quân sự gồm 31 thành viên do Mỹ dẫn dắt. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng chỉ trích tuyên bố vô trách nhiệm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về khả năng xảy ra đụng độ trực tiếp giữa NATO và Nga. Theo ông Peskov, những tuyên bố này khiến căng thẳng leo thang hơn nữa. Theo tờ Le Monde của Pháp, việc phương Tây úp mở việc có thể triển khai quân đội tới Ukraine được coi là một cách để gây áp lực lên Nga.
bài báo dẫn các nguồn tin chỉ ra rằng Pháp đã phủ nhận việc các lực lượng theo quy ước, dù có thể mặc đồng phục hay không, hiện diện ở Ukraine. Paris chỉ ngầm thừa nhận sự hiện diện của Tổng cục An ninh Đối ngoại Ukraine, đặc biệt là lực lượng từ các cơ quan chuyên hoạt động trong những khu vực khủng hoảng. Tuy nhiên, cả số lượng lẫn sứ mệnh của họ đều không phải là chủ đề được công bố rộng rãi. Thậm chí, cái chết của một vài người trong số họ vẫn nằm trong phạm vi có thể phủ nhận được. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây tuyên bố không loại trừ khả năng triển khai lực lượng đặc biệt của nước này tới Ukraine. Mặc dù không phải là các đơn vị quân đội lớn, mà chỉ là các nhóm nhỏ những người hướng dẫn. Tờ Le Monde cho rằng, động thái này lần đầu tiên được coi là một cách để tạo nên tình thế, tiến thoái lưỡng nan chiến lược cho Nga. Theo tờ báo này, hoạt động huấn luyện mà Pháp muốn cung cấp cho Ukraine đặc biệt liên quan đến các hệ thống phòng không trên mặt đất, vì các cơ sở này thường xuyên bị Nga bắn phá. Đồng thời cho biết, sự hiện diện của binh lính Pháp hoặc các quốc gia khác có khả năng đảm bảo an toàn cho một số khu vực của Ukraine, đồng thời cản trở những nỗ lực của Nga nhắm vào các mục tiêu ở nước này. Bloomberg vừa có bài báo nhận định, chiến lược của Ukraine là cố gắng giữ vững tiền tuyến đến nửa cuối năm nay, khi nước này có thể nhận được máy bay chiến đấu F-16. Ngoài ra, vào thời điểm đó, các nhà sản xuất đạn pháo của phương Tây cũng có thể có kế hoạch tăng cường nguồn lực vũ khí cho Ukraine. Điều này sẽ cho phép Kiev lên kế hoạch cho một cuộc phản công mới có thể diễn ra vào năm 2025. Theo bài báo, các quan chức Ukraine lo ngại nếu các đồng minh của nước này không tăng nguồn cung cấp đạn dược, cuộc tấn công của Nga sẽ có động lực đáng kể vào mùa hè này. Trong cuộc phỏng vấn với CNN hôm 27 tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận sự thiếu hụt nghiêm trọng các nguồn lực về đạn dược và thiết bị quân sự cần thiết để duy trì khả năng chống lại quân đội Nga, đe dọa đến hiệu quả chiến đấu của lực lượng Ukraine trong điều kiện hiện đại. Kiev từ lâu đã mong chờ F-16 từ các nước phương Tây. Mốc thời gian cụ thể đầu tiên cho sự xuất hiện của tiêm kích F-16 là tháng 6 năm 2024. Trước đó, hôm ngày 22 tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cũng tuyên bố nước này có kế hoạch chuyển máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên cho Ukraine vào mùa hè năm nay. F-16 là máy bay chiến đấu hạng nhẹ đa năng thế hệ thứ tư do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. Máy bay được thiết kế để có thể thực hiện các nhiệm vụ ném bom mục tiêu mặt đất lẫn đánh chặn trên không. Bộ Quốc phòng Đức đã mở cuộc điều tra xem liệu các quan chức cấp cao của quân đội nước này có bàn việc dùng tên lửa tấn công cầu Crimea như cáo buộc mới đây của Nga hay không. Hãng thông tấn DPA dẫn lời một quan chức quốc phòng Đức cho biết, cơ quan phản gián quân sự liên bang đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết để điều tra sự việc. Dư luận bắt đầu xôn xao khi tổng biên tập hãng truyền thông RT của Nga, Margarita Simonian, ngày 1 tháng 3 công bố nội dung một đoạn băng ghi âm rò rỉ, được cho là ghi lại cuộc thảo luận giữa tướng Ingo Gerhardt, tư lệnh không quân Đức, và các sĩ quan cao cấp khác về việc triển khai tên lửa Taurus và tập kích tàu Kursk nối liền bán đảo Crimea với phần đất liền Nga. Theo bà Simonian, các quan chức an ninh Nga đã tiết lộ băng ghi âm cho bà và hứa sẽ sớm công bố đoạn âm thanh gốc. Sau đó trong ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo chính phủ Đức cần phải giải thích về đoạn ghi âm nói trên. Nếu không, Moscow sẽ coi Berlin đã thừa nhận tội lỗi. Báo Pravda của Ukraine lưu ý, truyền thông Nga công bố đoạn băng ghi âm không rõ nguồn gốc nói trên vào thời điểm Đức đang diễn ra tranh luận về khả năng chuyển giao tên lửa tầm xa Taurus cho Kiev. Các lực lượng của Ukraine ở phía đông đang chật vật để tìm các tuyến phòng thủ mới.
trong khi quân đội Nga tiếp tục tiến công sau khi giành được Sdivka. Những gì đang diễn ra cho thấy sự thiếu thốn về pháo binh và các phương tiện khác ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của Kiev như thế nào. Các lực lượng của Ukraine đã rút khỏi Sdivka vào ngày 17 tháng 2 sau chiến dịch kéo dài 4 tháng của Nga đánh chiếm thành phố này. Ngày 24 tháng 2, lực lượng phòng thủ Ukraine cũng rút khỏi làng Lastokhai, cách Sdivka 3 km về phía tây, và chưa bao giờ có cơ hội để xây dựng phòng tuyến đúng cách dưới hỏa lực liên tục của đối phương. Không có phòng tuyến nào được xây dựng ở đây, và các binh lính phải rút khỏi các cuộc giao tranh ở Sdivka và giành chỗ đứng trong quá trình giao tranh. Một phóng viên chiến trường của Ukraine viết trên Telegram, đồng thời dự đoán điều tương tự cũng diễn ra ở các điểm rút quân khác. 3 ngày sau, quân đội Ukraine rút khỏi ngôi làng Stepov và Sievel ở phía bắc và phía nam Lastokhai sau những trận giao tranh ác liệt trong đêm. Oleksandr Tanasky, chỉ huy nhóm chiến đấu Tavia của Ukraine ngày 27 tháng 2 cho biết, phòng tuyến đã ổn định dọc trục Tonenke, Olivka, Perdisi, một dãy gồm 3 ngôi làng ở ngay phía tây Lastokhai, nhưng điều đó khá bấp bênh. Đoạn video được định vị địa lý vào ngày hôm sau cho thấy quân đội Nga ở phía đông nam đang tiếp cận Olivka. Người phát ngôn nhóm Tavia, ông Dmytro Lihovy cho biết, các lực lượng của Nga đã tăng cường quy mô các đơn vị tấn công từ các tiểu đội đến trung đội và thậm chí là các đại đội. Một tiểu đội có quy mô nhỏ chỉ khoảng 5 đến 6 binh lính, trung đội thì gồm khoảng 50 binh lính và một đại đội có thể bao gồm 200 binh lính. Quân đội Nga cũng tuyên bố ngày 26 tháng 2 sẽ tiến công tới ngoại ô Ivanivsky, ngôi làng ở phía tây Bakhmut. Thành phố đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga vào tháng 5 năm ngoái. Các lực lượng của Nga cũng tuyên bố đã giành được Robotin, ngôi làng quân đội Ukraine từng giành lại trong cuộc phản công mùa hè năm ngoái ở đầu phía tây của mặt trận tại Zaporizhia. Đoạn video được công bố ngày 24 tháng 2 cho thấy quân đội Nga đã ở trung tâm Robotin, nơi các phóng viên chiến trường cho biết họ đã đảm bảo được các vị trí kiên cố ở trung tâm, tại một trường học và khu vui chơi giải trí. Quân đội Nga cũng tiếp tục tấn công các vị trí của Ukraine tại Krynki, nằm ở tả ngạn sông Dnipro ở Kherson, song chưa thành công. Một lý do Nga thành công ở Sdivka dường như là do các lực lượng của Moscow đã đảm bảo được ưu thế trên không trong khu vực và sử dụng lợi thế đó để thả bom lượn, vốn bay xa hơn và tấn công chính xác hơn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga thả hơn 3.200 quả bom lượn kể từ khi xung đột nổ ra. Ukraine đã nhắm vào các máy bay ném bom và các máy bay chỉ huy của Nga. Ngày 27 tháng 2, Ukraine tuyên bố bắn hạ 2 máy bay ném bom Sukhoi 34 với ít nhất 1 trong 2 chiếc ở phía đông từng được sử dụng để thả bom lượn. Ngày 23 tháng 2, quân đội Ukraine cũng tuyên bố bắn hạ 1 máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm A-50 của Nga trên bờ biển Azov. Radar bay A-50 được sử dụng để theo dõi hoạt động trên không và phòng không của đối phương. Moscow cũng sử dụng chúng để cung cấp tọa độ mục tiêu cho máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và tên lửa tầm xa. Người đứng đầu cơ quan tình báo Ukraine Kirill Budanov cho biết, chiến dịch đã khiến Nga chỉ còn lại 6 chiếc A-50 ở chiến trường Ukraine và sẽ có nhiều chiếc bị bắn hạ. Tổng thống Zelensky nhận định với các đối tác tại Paris rằng mục tiêu chiến lược của Ukraine trong năm nay là tước đi ưu thế trên không của Nga, tương tự như cách nước này bị tước đi quyền kiểm soát Biển Đen và ưu thế trên bộ. Ukraine từ lâu đã nhắm vào các máy bay trên của Nga bởi chúng rất khó thay thế. Nga chỉ sản xuất 40 máy bay A-50 và việc huấn luyện cho phi đội sẽ phải mất nhiều năm. Một số bài báo cho rằng chúng đóng vai trò quan trọng với những nỗ lực của Nga để bắn hạ các tiêm kích F-16 sắp được cung cấp cho Ukraine.
cách đây một năm. Các chiến đấu cơ đã ném bom căn cứ không quân Matulitsy ở Belarus, nơi Nga đậu một chiếc A-50, khiến nó bị hư hại. Ngày 15 tháng 1, Ukraine tuyên bố bắn rơi một máy bay A-50 trên biển Azov cùng với một máy bay chỉ huy Ilyushin-22. Ukraine cũng tiếp tục tấn công tầm xa vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và quốc phòng của Nga. Ngày 24 tháng 2, Cơ quan Tình báo và An ninh quân sự của Ukraine cho biết Kiev đã tổ chức một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái thành công nhắm vào nhà máy luyện kim Novolipetsk ở Lipetsk, cách Moscow 370 km về phía đông nam. Nhà máy cung cấp thép để sản xuất pháo, tên lửa và máy bay không người lái. Trong khi đó, thì Nga tiếp tục chiến dịch trên không, sử dụng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine. Từ 21 đến 28 tháng 2, Ukraine tuyên bố bắn hạ 79 máy bay không người lái Shahed trong số 98 chiếc được phóng cùng với một số tên lửa. Các đối tác của Ukraine tiếp tục cam kết sẽ hỗ trợ nước này. Đan Mạch thông báo gói hỗ trợ quân sự trị giá 228 triệu đô la Mỹ, trong đó có 15.000 viên đạn. Đức cũng thông báo gói hỗ trợ quân sự mới bao gồm 14.000 quả đạn pháo và máy bay trinh sát. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tập hợp 20 người đứng đầu chính phủ, trong đó có 15 nhà lãnh đạo EU tại Paris để thảo luận về việc tăng cường cung cấp đạn pháo cho Ukraine. Liên minh châu Âu cho biết họ sẽ có khả năng sản xuất 1 triệu quả đạn pháo mỗi năm vào cuối năm 2024. Ông Macron cũng kêu gọi thành lập một liên minh mới để cung cấp cho Ukraine bom và tên lửa tầm trung cũng như tầm xa để thực hiện các cuộc tấn công sâu. Pháp và Anh là những nước đầu tiên cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa Storm Shadow và Scarf với tầm bắn lên tới 140 km vào tháng 5 năm 2023. Cho tới lúc đó, vũ khí tầm xa nhất mà Ukraine sở hữu là tên lửa HIMARS với tầm bắn 80 km. Mỹ hiện đang cân nhắc về việc cung cấp tên lửa ATACMS có tầm bắn 300 km và Ukraine tuyên bố đã phát triển được tên lửa có tầm bắn lên tới 700 km. Mặc dù không có sự đồng thuận về việc phương Tây đưa quân tới Ukraine, nhưng không có gì nên bị loại trừ. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đảm bảo rằng Nga không thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột này, ông Macron nói. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo về nguy cơ chiến tranh hạt nhân nếu các thành viên NATO đưa quân tới Ukraine. Các nước phương Tây phải nhận ra rằng chúng tôi cũng có các vũ khí có thể tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ của họ. Tất cả những điều này thực sự đe dọa một cuộc xung đột sử dụng vũ khí hạt nhân và sự hủy diệt nền văn minh. Họ không đi hiểu điều đó sao? Ông Putin tuyên bố. Các bạn vừa xem bản tin toàn cảnh quốc tế, hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong bản tin sau.